mít chín thơm lừng là món ăn khó cưỡng đối với nhiều sinh vật sống trong rừng. Sau những con vẹt, loài sóc đuôi chồn là vị khách thứ hai tìm đến ăn mít chín. Quả mít là thức ăn giàu dinh dưỡng, cung cấp thức ăn cho lượng lớn sinh vật sống trong rừng. Quả mít to nhất có thể nặng tới 45 kg, nên con sóc dù có phàm ăn cũng chỉ ngốn hết một phần nhỏ. Con sóc lớn là một trong những loài to lớn nhất trong họ sóc cũng biết tìm đến ăn mít chín. Dù là động vật to lớn, nhưng loài sóc này cũng không thể ăn hết phần còn lại của quả mít. Lớn tới ăn cùng lúc cũng chỉ ăn hết một phần của quả mít chín lơ lửng trên cây, nên chúng cũng không thể giữ riêng cho mình. Một con khỉ macaque Sinaca quyết định chen ngang những con sóc đến ăn mít chín. Quả mít to đến nỗi có thể đủ cho cả đàn khỉ macaque cùng ăn. Cây mít được người dân Sri Lanka du nhập ở Ấn Độ để trồng trong vườn. Và rồi sau này chúng được động vật phân tán đi khắp nơi tới tận rừng sâu. Quả mít chín rồi cũng tới lúc rụng xuống đất, dành phần cho các sinh vật sống dưới thảm thực vật. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục động vật của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.